Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu cái máy đo huyết áp Omron HEM 7600T của hãng Omron. Thì cái máy 7600T này thì được đo ở vị trí là bắp tay. Vâng, đây ạ. Đo vị trí bắp tay. Và cái máy này của hãng Omron thì có thể đo xoay 360 độ, xoay vòng quanh cái bắp tay của chúng ta đấy. Xoay 360 độ để đo được. Và nó được kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, các dòng điện thoại thông minh. Đây ạ. Mình sẽ giới thiệu về các cái tính năng cơ bản của nó nhé. Thì đầu tiên đó là một sử dụng của công nghệ Intonation. Đó là một cái công nghệ cảm biến sinh học thông minh của hãng Omron dành cho máy đo huyết áp. Với công nghệ cảm biến sinh học này thì cái máy đo huyết áp của hãng Omron nó sẽ biết được cái mức huyết áp của người đo là tối đa là bao nhiêu. Sau đó thì máy sẽ đo, trong khi đo máy sẽ bơm thêm khoảng 30mm thủy ngân nữa. Thì cái việc này giúp cho người đo này cảm thấy là êm ái trong khi đo, và nó sẽ giúp tiết kiệm pin trong cái quá trình mình sử dụng. Và cái thứ ba là đưa ra kết quả chính xác đối với người đo. Cái thứ hai đó là sử dụng một cái vòng bit liền với thân máy và xoay được 360 độ trên bắp tay. Cái thứ ba đó là phát hiện nhịp tim bất thường. Cái thứ tư là phát hiện rung lắc trong khi đo. Và cái thứ năm đó là thể hiện cuốn vòng bit đúng ở trên máy. Và khi chúng ta sử dụng cái máy này thì chúng ta sẽ vào, nếu như mà chúng ta dùng Apple thì chúng ta sẽ vào Apple Store. Mình sẽ tải cái phần mềm Omron Connect 2, là chúng ta sử dụng Google Play, chúng ta tải về. Khi mà sử dụng các dòng Android thì chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm Omron Connect này vào máy, và chúng ta sẽ lưu giữ được cái kết quả của chúng ta trên cái điện thoại thông minh của chúng ta. Và máy đo huyết áp Omron nó là số 1 trên thị trường toàn cầu. Và ở tại Việt Nam thì đều được gắn một cái tem của Hội Tim Mạch Học Việt Nam. Đấy, Hội Tim Mạch Học Việt Nam liên tục. Và trên mỗi một cái máy của đâu rồi ta? Vâng, bây giờ thì mình sẽ mở cái máy này ra nhé, để cho chúng ta cùng theo dõi. Và bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra để cho chúng ta cùng theo dõi nhé. Đây, đây là máy á. Đây, các bạn nhìn này. Thiết kế rất là đẹp luôn. Đây là một cái vòng bit tạo một cái khuôn sẵn. Chúng ta chỉ cần quấn vào tay thôi. Ở trên này thì cũng chỉ có một cái nút start và nút stop để ngừng và đo. Đây, nó sẽ sử dụng 4 viên pin nằm ở trong này. Chúng ta sẽ lắp pin vào nhé. Rồi, ok. Như vậy là 4 quả pin đã được lắp vào trong máy đấy. Rồi, ok. Đây là cái hiển thị của cái kết nối với điện thoại thông minh. Và máy của Omron thì được bảo hành 5 năm tại Việt Nam nhé. Cái máy này, cái máy HEM 7600T này là hàng Made in Japan đấy.
Rồi, ok. Mình để đây. Nhìn rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ bắt đầu thao tác ở trên cái điện thoại. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào ví dụ như con Galaxy Tab này, chúng ta sẽ vào CH Play. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái cụm từ Omron Connect và chúng ta tích vào đây. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta cài đặt, và cái này của mình thì mình đã cài đặt về máy rồi. Sau khi mà chúng ta cài đặt về máy rồi thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng đây ạ. Sau khi cài đặt rồi thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng ở trên cái máy, thì chúng ta sẽ bắt đầu tích vào đâu. Đó, để máy nó sẽ đọc. Đây là nó đang cài đặt vào trong cái Galaxy Tab. Rồi, ok. Rồi, tích vô đây. Sau đó sẽ chọn Việt Nam. Rồi, ok. Chúng ta đợi thì nó cài đặt vào trong trong máy ấy. Công việc này mất độ khoảng là 30 giây. Và chúng ta khi cài đặt vào máy đây thì chúng ta sẽ xem được biểu đồ của cái mức huyết áp của chúng ta theo hàng ngày và hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Rồi, ok. Rồi, mình chấp nhận. Yes. Rồi, mình chọn lên phần máy đo huyết áp. Ở đây thì hiện tại hãng là đã triển khai 3 dòng có kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Thì trong đó là có HEM 6232T. Cái này chắc là ở thị trường nước ngoài, còn ở ở Việt Nam hiện tại là mình đã biết được con HEM 7280T và con hôm nay là con 7600T này. Thì chúng ta tích vô đây 7600T. Rồi, ok. Rồi bây giờ đến phần cài đặt thì chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng đấy ạ. Người ta hướng dẫn là ấn vào cái nút bên cạnh độ khoảng 3 giây. Dạ vâng, đó chính là cái nút này nhé. Thì chúng ta sẽ ấn giữ. Đó, nó hiện sang chữ P. Để hiện sang chữ P là ok, bắt đầu chúng ta sẽ next. Đó, nó hiện chữ P này. Đó, ở trên máy, cái máy huyết áp HEM 7600T nó có chữ P là ok này. Ở trên kia có chữ P này. Next tiếp này. Ok. Rồi, chúng ta đợi máy huyết áp kết nối với cái máy tính bảng của chúng ta. Quá trình load dữ liệu cũng phải mất khoảng là 30 giây. Đó, cái máy ấy này của chúng ta thì nó đã sẵn sàng rồi. Máy thiết kế rất là mỏng, gọn nhẹ, trông rất thời trang và đẹp. Rồi, ok. Máy của chúng ta báo ok. Bên dưới đi, ở máy Galaxy Tab cũng báo ok rồi. Ok. Đối với đăng nhập mà lần đầu thì chúng ta sẽ chọn phần bên dưới đấy ạ. Đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ nhập tên này, địa chỉ email của mình vào. Thank you.
phần password. Password thì chúng ta sẽ nhập cái password của chúng ta vào. Được, ok. Cái password của chúng ta gồm có 8 tới 20 ký tự. Rồi, chúng ta chọn. Rồi, ok. Như vậy là nó sẽ kết nối với email của chúng ta. Cái việc kết nối với email sẽ giúp cho chúng ta truyền tải cái dữ liệu khi mà chúng ta cần gửi cho bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để họ có thể biết được cái mức huyết áp của chúng ta là bao nhiêu ngay cả khi chúng ta ở nhà. Vâng, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thao tác với cái máy đo huyết áp ở trên tay của mình, và sau đó thì mình sẽ kiểm tra ở trên cái máy Galaxy Tab nhé. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác luôn ở trên cái bắp tay của mình nhé. Khi đo thì chúng ta sẽ quấn vòng bít. Vâng, đây. Vòng bít chúng ta sẽ quấn vào bắp tay. Và thường thì chúng ta sẽ để cho cái màn hình nó quay về mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ dễ nhìn nhất. Được chưa? Rồi, ok, thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình bấm nút start nhé. Bấm nút start này. Đó, máy chạy rất là nhẹ nhàng và êm. Đây là cái biểu tượng của cái chỉ dẫn quấn vòng bít đúng. Khi chúng ta quấn đúng thì nó sẽ sáng cái đèn lên ạ. Và với cái vòng bít này thì chúng ta có thể xoay 360 độ ở trên cái bắp tay của chúng ta. Rồi, ok. Rồi, như vậy là mức huyết áp cũng tương đối là đẹp ạ. 120 trên 70 và nhịp tim là 72 lần trên phút. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay ra cái máy Galaxy Tab nhé. Đây là cái mức huyết áp mà mình vừa mới đo xong đấy ạ. Đây là 120 trên 70 và nhịp tim của chúng ta là 72 lần trên phút. Đó, máy nó tự động nó cập nhật về cái kết quả cho chúng ta. Và khi chúng ta muốn gửi kết quả đó cho bác sĩ hoặc cho ai thì chúng ta sẽ có thể vào đây ạ. Đây, phần contact. Chúng ta sẽ tích vô. Thì nó sẽ chuyển từ cái email của chúng ta. Đây, chúng ta tích vào email. Và chúng ta sẽ chuyển cái kết quả này đi cho một ai đó. Đó, đây là phần kết quả. Như vậy, bạn có thể đo huyết áp tại nhà, không sợ cái hội chứng áo choàng trắng, mà kết quả đưa ra vẫn chính xác. Sau đó chúng ta gửi cho bác sĩ và bác sĩ sẽ biết được kết quả của chúng ta là như thế nào. Đó, đó là một trong những các cái dòng máy thông minh của hãng Omron Nhật Bản. Và với cái video này thì hy vọng là đã giúp tất cả các bạn có một cái cài đặt chính xác và cái cách đo chính xác cho cái máy đo huyết áp tại nhà. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.